Chào tất cả các bạn. Trên bàn mình đây nó là chiếc iPad Pro. Đây là phiên bản 10.5 inch. Có rất nhiều bạn thắc mắc bảo phiên bản 12.9 thì nó to quá. Và chủ yếu tôi muốn dùng một cái phiên bản vừa tay. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn phiên bản 10.5 inch. Và được một bạn trai bạn mua đây nhưng mà bạn ấy ngại lên sóng. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn trình ngưỡng cái sản phẩm này. Trước khi mở hộp thì mình sẽ giới thiệu bạn các bạn. Em thành như gần rồi. Nếu mà trên vỏ hộp thì các bạn có thể nhìn thấy luôn là từ bên ngoài nó sẽ thể hiện cái màu của nó luôn. Đây là phiên bản 64GB. Và phiên bản này thì các bạn có thể ý là Wi-Fi này, cả 4G này. Đây là phiên bản 64GB và được sách tay từ thị trường Nhật. Và một số bạn hỏi là nếu mà sách tay các thị trường về thì nó được bảo hành như nào. Mình trả lời luôn các bạn là tất cả iPad và MacBook Pro hoặc các sản phẩm của Apple trừ điện thoại iPhone thôi, có nghĩa là sẽ được bảo hành quốc tế. Có nghĩa là bạn tất cả các trung tâm ủy quyền của Apple các bạn có thể đều mang qua để được chăm sóc dịch vụ. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Anh mời em. Trước em đã dùng cái sản phẩm nào về iPad chưa? Chưa, em dùng Surface mãi. Surface cho anh đang dùng đi. Vâng, em dùng Surface cũng được mà nó chạy hệ điều hành Windows đầy đủ. Thì các bạn làm văn phòng thứ thì nó sẽ có nghĩa là nó tương thích tốt hơn so với cái sản phẩm của iPad ấy. Mặc dù iPad thì nó rất là tiện dụng nhưng có cái nhược điểm duy nhất của nó là vẫn phải đồng bộ các thiết bị của Apple thôi. Bài viết thì nó sẽ hơi phức tạp, mấy người dùng mới là hơi ngại. Nhưng dùng thì sướng. Nhưng mà thực sự nó rất đẹp, mà Surface không thể đẹp bằng cái này được. Em cứ quay gần mà cho nhìn cái sản phẩm nó dễ này. Đây. Chúng ta sẽ lâng như lâng trứng, hứng như hứng hoa. Đây, các bạn có thể nhìn thấy bên trong. Em lâng cái siêu nó lên. Cầm thử một tay xem có chắc không? Thì nó sẽ kiểu như là không quá nặng so với phiên bản 12 inch. Em bóc hết ra đi. Đấy là cái caps. Và đấy là cái giấy hướng dẫn sử dụng của sạc. Có điều kiện thì cắm nút cái phím. Tàu nó được mạ một lớp chrome, các bạn có thể thấy nó lấp lánh sáng rất là đẹp. Thế chúng ta cầm cảm giác một tay chắc là em cầm thấy rất là thoải mái, chứ nó không quá nặng trong phiên bản 12 inch. Và nó không quá nhỏ như chiếc iPad mini. Em bật lên đi. Và bây giờ chỉ việc active là chúng ta sẽ dùng cái máy này. Cho anh mượn anh cho mọi người xem tí. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên ngoài đây, cái viền nó vát giống như chiếc iPhone 5S ngày xưa chúng ta. Và cái vân tay làm rất là đẹp. Trên các phiên bản Pro chúng ta nhìn sẽ phân biệt luôn, đó là có 4 cái loa. Hai loa trên này, hai loa dưới. Cổng phone đây. Còn bên này là rút bật nguồn đây. Camera đằng sau. Và cả hai phím volume âm lượng ở bên đây. Có đèn flash bên dưới. Và đây là khe chúng ta cắm SIM. Cổng sạc đây và hai cái loa bên dưới. Ok. Trên phiên bản iPad Pro thì mình đánh giá cái âm thanh trên dòng này rất là tốt. Bắt Wi-Fi nhà anh đi. Shop CL10. Đấy, bắt từ 1 đến 8. Đấy, cái phím này nó to như này thì gõ chắc không nhầm được. Mất khoảng một chút để chúng ta active cái máy này lên. Các bạn để ý là cái camera trước nó rất là nhỏ. Cái này để sau nhỉ? Để sau. Và cái bước rất quan trọng đó là chúng ta đặt mật mã bằng vân tay. Tiếp tục. Ok. Trên phiên bản iPhone X thì đã có cái camera mở máy bằng nhận diện bằng khuôn mặt. Trên iPad thì chưa có. Đây các bạn thể thấy là máy đã active xong thì để trên bàn nó rất là mỏng. Những chi tiết nó sản xuất rất là tinh xảo. Bên trên đây thì nó có cái lỗ mic nhỏ này. Và cái đây là cái anten của nó. Thì mình sẽ nhập tên.
Đây, các bạn đã thấy là chiếc iPad đã exit xong và mình sẽ kiểm tra luôn cái dung lượng và cái thông tin bên trong của chiếc máy cho các bạn xem. Đây, bên trong nó hiện phiên bản chúng ta đang chạy là 10.3.3 và iPad. Phiên bản có tên của iPad nó là MQF02ZA, có nghĩa là thị trường Nhật. Và là dung lượng bên trong thì khả dụng nó còn 60.35GB. Đây, các thông tin của máy. Và bây giờ cứ thế này là chúng ta chỉ việc dùng thôi. Chúc em kiếm thật nhiều tiền đến chiếc iPad mới này. Cảm khá là đắng tay. Khi mở hộp ra này thì em cầm thì cảm giác nó như nào em? Em thấy khá là ưng ý, ưng hơn là con Surface Pro 4 của em. Vì Surface nó dày hơn nhiều. Cái Surface nó là máy chạy Win. Con này thì nó sẽ thêm một cái hoàn toàn mới. Nhưng mà em đã dùng một cái iPhone là cứ thế bê vào dùng thôi. Nhưng mà nói thật với em mà nó lướt Bitcoin cái này thì chắc nó an toàn hơn nhiều so với trên các phiên bản Windows đấy. Nó bảo mật rất cao. Và đặc biệt mạng rất nhanh. Đúng rồi, cài nhanh. Mọi người bây giờ chủ yếu là dùng cái lướt đúng không em? Chứ còn nếu mà cày thì vẫn ra tiền không? Cày là chậm lắm. Nó gần hết rồi đúng không? Không, nó cũng còn hơn 4 triệu nhưng mà giờ càng cày... nhiều người cày quá. Và cày nó hơi chậm. Em cảm giác cái màn hình em nhìn nó như nào? Nếu mà so với Surface màn hình em cảm giác nó ra sao? Tăng hết độ sáng lên cái màn em nhìn xem nào. Nó nổi hơn là do họ thiết kế icon đấy mà, con độ phân giải của Surface với cả chiếc Mac iPad này gần như là tương đương nhau. Nhưng cái PP của cái Surface vẫn cao hơn đấy. Nhưng màn hình của Apple thì họ vẫn sản xuất theo một cái chuẩn công nghệ riêng của họ. Cái này chắc phải để chung một hình nền thì nhìn nó mới rõ được. Thường là so sánh rất là khó đánh giá, nhưng mà mọi người dùng chung đánh giá khách quan thì âm thanh và hình ảnh của Apple vẫn là đứng đầu ấy. Con này có nên nâng cấp lên 11 đúng không? Theo như anh thì bây giờ mới thì tạm thời mình cứ dùng cho nó ổn định hết đi. Xong bắt đầu thấy người ta dùng ngon thì mình sẽ lên. Còn trên cái phiên bản mới lên, cái phiên bản Max Hira mới anh thấy nó treo lắm. Máy kiểu nó giống như cái phiên bản iPhone chưa cập nhật ổn định ấy. Bây giờ trả em.